Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các anh chị và các quý đồng nghiệp, sau đây em xin trình bày nghiên cứu với tên gọi mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và độ khuếch tán khí CO qua màng phế nang mao mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. COPD thì vốn là một bệnh được coi là gánh nặng toàn cầu với tỷ lệ mắc tăng dần qua các năm, và trong năm bệnh mãn tính gặp nhất thì COPD được coi là bệnh duy nhất có tỷ lệ tử vong tăng dần trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1998. Trước đây thì người ta thường lấy giá trị FEV1 là một giá trị rất là quan trọng để đánh giá phân độ mức độ phân loại và đánh giá mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có một cái mối tương quan chặt chẽ giữa FEV1 và những cái giá trị như kiểu yếu tố tiên lượng về mức độ nặng hay là tiên lượng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COPD. Trong khi đó thì độ khuếch tán khí CO trong màng phế nang mao mạch, viết tắt là DLCO, thì nổi lên như một cái test có giá trị rất là tốt với việc đã dự đoán được độ bão hòa khí oxy trong máu động mạch khi gắng sức với độ đặc hiệu và độ nhạy cao hơn hẳn FEV1, và đồng thời nó cũng được coi là một yếu tố dự báo tỷ lệ tử vong có giá trị nhất chứ không phải là phân độ gold hay FEV1 như trước đây. Với tình hình như vậy nhưng mà ở Việt Nam thì những cái nghiên cứu về đánh giá về giá trị của DLCO để tiên lượng mức độ nặng hay là trong cái tiên lượng của bệnh nhân thì rất là hiếm gặp và rất là ít gặp và không có một cái đề tài nào quy mô về vấn đề này. Nên vì vậy em xin tiến hành nghiên cứu với hai mục tiêu chính, đó là thứ nhất là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định, và thứ hai là nhận xét một số kết quả đo độ khuếch tán khí CO qua màng phế nang mao mạch bằng máy Ezeon Pro ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. Đây là hình ảnh mô tả về cấu tạo của màng phế nang mao mạch với 6 lớp. Trong rất nhiều loại khí, tại sao chúng ta lại lựa chọn khí CO thay vì những khí khác để đánh giá cái khả năng trao đổi khí của bệnh, khả năng trao đổi khí tại phổi? Thì có một số lý do, ví dụ như khí CO thì bình thường có mặt với một lượng rất nhỏ trong máu, đồng thời gắn với hemoglobin tương tự với khí oxy, và áp lực khí CO trong mao mạch rất thấp, có thể coi như là không có, và hệ số hòa tan của khí CO thì lại gần giống với khí oxy. Đồng thời thì với một cái nồng độ rất là thấp trong cái khí đo, gì là dưới 0,3%, thì gần như không độc gần như hoàn toàn không độc so với cơ thể. Có hai nguyên nhân chính gây ra giảm DLCO thì là giảm bề mặt trao đổi khí và bệnh của màng phế nang mao mạch. Tuy nhiên thì ở bệnh nhân COPD thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn về hai nguyên nhân, đó là giãn phế nang làm giảm bề mặt trao đổi khí chức năng và bất tương hợp về thông khí tới máu trong cái tình trạng viêm phế quản tắc nghẽn. Theo như hội lồng ngực Mỹ thì đã đưa ra một cái sơ đồ để tiếp cận chẩn đoán một số bệnh phổi dựa theo DLCO ạ. Về đối tượng nghiên cứu của đề tài của chúng tôi thì gồm có 47 bệnh nhân được chẩn đoán COPD theo GOLD 2017, và sẽ loại trừ một số bệnh nhân không có khả năng hợp tác đo DLCO hay là mắc các bệnh cấp tính, đồng thời là hoặc là bệnh nhân chẩn đoán ACO cũng được loại ra khỏi nghiên cứu. Địa điểm thực hiện là phòng khám quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bệnh viện Bạch Mai, thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Thiết kế nghiên cứu là mô tả cắt ngang chủ ca bệnh. Đo DLCO thì đo bằng máy Ezeon Pro của hãng Medizintec của Thụy Sĩ, và máy này thì đã được ATS và ERS khuyến cáo sử dụng để đo độ khuếch tán khí CO qua màng phế nang mao mạch. Dựa theo một nghiên cứu năm 2016 của một tác giả ở Tây Ban Nha thì đề tài của chúng tôi cũng phân loại bệnh nhân dựa vào bệnh nhân có đợt cấp thường xuyên hay không, bệnh nhân có ho khạc đờm mãn tính hay không, thì chia ra làm ba kiểu hình chính, đó là ít đợt cấp, nhiều đợt cấp có tình trạng viêm phế quản mạn và nhiều đợt cấp không có tình trạng viêm phế quản mạn. Về kết quả và bàn luận thì về những đặc điểm chung của bệnh nhân thì cũng giống như rất nhiều đề tài khác về COPD, thì COPD gặp chủ yếu với đối tượng là nam với 97,9%, và lứa tuổi thì tất cả những bệnh nhân của chúng tôi đều trên 50 tuổi và lứa tuổi độ tuổi trung bình là 67,3 cộng trừ 8 tuổi. Và BMI trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì chỉ có 8,5% bệnh nhân là thừa cân, trong khi đó tới 38,3% bệnh nhân béo phì, với BMI trung bình của cả nhóm nghiên cứu là 19,7 cộng trừ 3 kg trên mét vuông. Thì cái này thì
nghiên cứu của chúng tôi ở viện đề tài với những bệnh nhân COPD tại Việt Nam thì cái giá trị BMI trung bình thường thấp hơn rất nhiều so với những đề tài nghiên cứu trên đối tượng đó là những đối tượng bệnh nhân ở châu Âu. Ví dụ như Rosanna và cộng sự thì BMI trung bình tới 26 cộng trừ 5. Cái này có thể có sự khác biệt về chủng tộc và những cái tình trạng dinh dưỡng. Về có bảng này thể hiện được cái mối quan hệ giữa BMI và mức độ tắc nghẽn đường thở với những ở trên những bệnh nhân thiếu cân thì với bệnh nhân tắc nghẽn giai đoạn 4 thì có tỷ lệ bệnh nhân thiếu cân là 38,5%, trong khi ở gôn giai đoạn 2 thì tỷ lệ này là 33,3%. Về chúng tôi chia ra hai các kiểu hình là ít đợt cấp và nhiều đợt cấp, thì với bệnh nhân có nhiều đợt cấp thì giá trị vì thì cái liên quan đến lượng hút thuốc của bệnh nhân cũng cao hơn, với 30 số bao năm của bệnh nhân nhiều đợt cấp là 35,4 cộng trừ 24, còn bệnh nhân ít đợt cấp là 28,7 cộng trừ 17. Một số triệu chứng cơ năng thường gặp nhất cho với bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi có thể là họ khó thở gắng sức với 85,1%, bệnh nhân có ho với 83% và ho khạc đờm là 66%. Về một số triệu chứng dược thể thì thường gặp vì là những bệnh nhân trong đề tài của chúng tôi là bệnh nhân giai đoạn ổn định và thường được khám và điều trị quản lý bệnh phổi hàng tháng, nên là những cái triệu chứng nó sẽ ít rầm rộ hơn những nghiên cứu khác, như là tình trạng gian rít chỉ có khoảng 21,3%, gian ngày là 4,3% và dì dào phiang rảm là 17%. Đây là kết quả đo chức năng hô hấp của nhóm nghiên cứu chúng tôi, thì giá trị DLCO tuyệt đối mm trung bình là 12,3 cộng trừ 4,8 mm/phút/mm thủy ngân, còn giá trị DLCO phần trăm giá trị dự đoán thì là 51,1 cộng trừ 18%. Giá trị này thì so với một số đề tài trước thì nó giá trị thấp hơn một chút. Như tác giả Phạm Thị Phương Nam và cộng sự thì trung bình là 75,7 cộng trừ 30,8. Đây là bảng thể hiện một giá trị DLCO ở một số kiểu hình bệnh phổi tắc nghẽn. Thì bệnh nhân ít được cấp thì theo như bảng trên thì bệnh nhân ít được cấp có cái giá trị DLCO trung bình có vẻ cao hơn so với những bệnh nhân có nhiều đợt cấp. Còn giữa hai nhóm là nhiều đợt cấp không có viêm phế quản mạn và nhiều đợt cấp có viêm phế quản mạn thì giá trị này là tương tự nhau. Với phân độ gôn và giá trị DLCO thì ta có thể nhận thấy theo bảng này thì với phân độ gôn giai đoạn càng muộn thì có giá trị DLCO càng thấp. Và phân loại theo mức độ tắc nghẽn cũng vậy, với mức độ tắc nghẽn càng cao thì giá trị DLCO càng thấp. Với gôn giai đoạn 4 thì DLCO là trung bình là 40%, trong khi ở giai đoạn 2 tỷ lệ này là 72, giá trị này là 72%. Nghiên cứu chúng tôi chia ra hai nhóm, đó là dựa bệnh nhân thiếu cân và bệnh nhân không thiếu cân với mức cutoff của BMI là 18,5 thì và sau đó thì đo và đánh giá giá trị trung bình của một số giá trị về chức năng hô hấp thì có thấy trên nhóm bệnh nhân mà thiếu cân thì có giá trị của DLCO thấp hơn nhóm còn lại với DLCO trung bình của nhóm thiếu cân là 43 cộng trừ 16, trong khi giá trị này ở nhóm không thiếu cân là 56. Thì ngoài còn trên FEV 1% thì giữa hai nhóm thì lại không có sự khác biệt, thì giống như kết quả này thì có tương tự với một tác giả này thì phân ra nhóm kiểu hình là với mức cut off là 25, BMI là 25 thì cũng nhận thấy là về chức năng hô hấp trên những bệnh nhân BMI cao hơn thì tốt hơn. Thì điều này thì cũng chỉ ra một cái nghịch lý trong bệnh COPD. Thường thì chúng ta sẽ nghĩ là trong những bệnh nhân béo phì thường sẽ có những tiên lượng xấu hơn, bởi vì bệnh nhân có nhiều bệnh đống mắc, bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa, thường thì tiên lượng sống sẽ kém hơn. Tuy nhiên thì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở bệnh nhân COPD thì chính cái BMI cao lại là một cái giá trị tiên lượng tốt, trong khi BMI thấp thì lại là một cái yếu tố độc lập có thể độc lập với việc tăng tỷ lệ đợt cấp, tăng tỷ lệ tử vong cũng như giá trị chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Về phần kết luận thì em xin đưa ra một số kết luận trong nghiên cứu ạ. Thứ nhất, về đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu thì với nam là chủ yếu, với 97% bệnh nhân độ tuổi trung bình là 67 cộng trừ 8%, bệnh nhân thiếu cân trong nhóm nghiên cứu là 38,3%. Về đặc điểm cận lâm sàng
Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng thì khó thở thường, các triệu chứng thường gặp nhất là khó thở khi gắng sức với 5,7%, ho 83%. Giá trị FEV1 thì giá trị FEV1 trung bình là 38,3% cộng trừ 14,7%, DLCO trung bình là 51,1 cộng trừ 18%. DLCO, một số phần giá trị DLCO ở nhóm nghiên cứu thì với những bệnh nhân giá trị với những bệnh nhân phân độ gôn càng phân độ gôn càng nặng thì giá trị DLCO càng giảm, và với việc phân hai nhóm BMI, phân hai nhóm bệnh nhân thiếu cân và không thiếu cân thì giá trị DLCO cũng thấp hơn ở nhóm bệnh nhân thiếu cân. Bài trình bày của em xin để đến đây kết thúc. Em xin cảm ơn, chân thành cảm ơn các vị đã lắng nghe. Vâng, xin rất là cảm ơn bác sĩ Phùng Thị Thơm đã có một cái báo cáo hay về nghiên cứu về cái độ khuếch tán khí CO qua màng phía nam mao mạch ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì đây cũng là một cái nghiên cứu mới được và cái xét nghiệm mới được triển khai ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Thế thì ở đây thì tác giả cũng đã đưa ra được cái giá trị DLCO trung bình ở nhóm nghiên cứu. Thế và cũng có đưa ra cái giá trị DLCO ở các cái nhóm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở các cái mức độ gôn A, gôn B, gôn C như thế nào. Có ai hỏi thêm gì về nghiên cứu của bác sĩ Phùng Thị Thơm không? Chắc mời quý vị đại biểu. Nếu không có ai hỏi thêm gì nữa thì cũng xin rất là cảm ơn bác sĩ Thơm để cho báo cáo tiếp theo. Mời bác sĩ ạ.